cảm ơn. Nè Tâm Thủy. À, chào. Cha giờ chuyển kéo xe hả? À phải. Anh Cường à, nghe nói anh phát tài rồi phải không? Là bán giá lậu thôi. Mới ra bộ phim Tây Tiểu Lậu Xuân Hiểu, vốn bán rất chạy, một đồng một vé cũng có người mua. Nhưng mà anh vợ ở đâu cũng có bệnh dịch hạch, cho nên không bán được. Tôi chỉ muốn hai vé thôi mà. Được rồi, tôi hỏi giúp cô. Thiên Tình cũng hiểu cái phim Tiểu Lậu Xuân Hiểu có gì hay, mãi cũng đòi xem hết. Nè, mua giùm tôi hai vé đi. Nhưng mà cuối tháng mới trả tiền có được không? Cuối tháng hả? Làm ơn đi, xin anh đó. Anh có nhiều tiền như vậy, làm ơn đi. Được rồi, nể tình anh đó. Hôm nay 5:30 hai tấm vé. Cảm ơn nha, rảnh rỗi mời uống trà. Nhớ trả tiền nha. Nhớ chứ. Anh hai, ăn cơm. Chú Bình. Ờ. May quá, kéo xe cả ngày rồi cũng đói rồi. Chà, miếng thịt to quá. Ơi, bây giờ ai nấy đều sợ bệnh dịch hạch không dám ra đường. Cháu thì lại đi kéo xe, chắc là cũng không dễ lắm. Không đâu, cũng có khách mà. Gần đây rất là khó tìm việc, có thể kéo xe là tốt rồi. Phải đó, cũng là khởi đầu tốt. Ừ. Chú về Phúc Dư Cư trước, con đợi anh hai ăn xong mang chén đũa về. Ừ. Ăn từ từ ha. Chú đi từ từ nha. Chú cố tình đến thăm anh đó. Anh biết chứ, chú đến xem anh có làm gì chăm chỉ không. Ừ. Nè, qua đâu? Sao không thấy tới? Qua hả? Cô ấy cả ngày làm việc trong bếp, không có ra ngoài được. Chà, ở đâu cũng vắng. Phú Di Cư làm ăn tốt vậy sao? Thì cũng tốt. Nè, anh có hai vé xem phim, em giúp anh hẹn cô ấy 5:30 ở rạp chiếu phim Tây Quán đợi anh đi. Anh hẹn cô ấy xem phim hả? Cô ấy thích xem mà. Tuy là vậy, nhưng anh lấy tiền đâu ra mua vé? Anh quen với người bán vé chợ đen đó, anh ta cho anh cuối tháng mới trả tiền. Anh hai à, tại sao mà anh phải... Thật ra... Sao vậy? Làm gì nói chuyện úp mở vậy? Giúp anh hẹn cô ấy đi xem phim là được rồi. Không nói nữa, ăn cơm sao làm việc. Hẹn cô ấy đó. Xe kéo số 16 đường Phố Tấn. Xe tới nhanh thôi. Số 16 đường Phố Tấn tới rồi. Trời ơi, tôi muốn đi số 5 phố Ma Sa Hạn mới đúng đó. Ma Sa Hạn gần chỗ cô lên xe lúc nãy hả? Tôi muốn đi Ma Sa Hạn mà. Tôi trả tiền là được chứ gì. Ma Sa Hạn được thôi. Ba Sa Hạn rồi. Bây giờ thì tôi muốn đi 14 phố Mã Đầu. Tiểu thư à, rốt cuộc cô đi đâu vậy? Anh kéo xe à? Tôi muốn đi đâu thì anh đưa tôi đi đó đi. Không phải, chỗ nào tôi cũng đi rồi. Tôi không rảnh đùa với cô đâu, tôi phải kiếm ăn nữa. Anh là kéo xe, không phải bây giờ tôi đang cho anh kiếm cơm sao? Cái tình hình hiện giờ, có người chịu ngồi xe của anh còn muốn cái gì nữa? Nè, ở đây có 5 đồng. Dư tiền cho anh kéo xe một ngày rồi. Nếu anh muốn thì kéo đi, có hiểu không? Tôi kêu anh đi khắp nơi là để cho hết buồn. Không vì em tôi thì tôi cũng không ra nông nổi này. Em tôi mới 22 tuổi, còn trẻ như vậy đã bị người ta hại chết. Kẻ hại chết em trai tôi cứ tưởng là ngồi tù 3 tháng xong rồi là xong chuyện, lại còn ngang nhiên ở ngoài đường kéo xe nữa. Anh nói kẻ làm chị như tôi có nên tay nó lấy lại công lý hay không? Cô là ai vậy?
Tôi là Lý Phiêu Hồng, là chị ruột của Lý Phàm. Cô xuống xe, tôi không kéo cho cô. Anh rất sợ tôi phải không? Tôi tất nhiên sẽ xuống xe, bởi vì chỗ này chính là nơi mà tôi muốn tới. Họ là anh em chở trái cây của em trai tôi. Chính là tên vô tam thủy này hại chết thằng Phàm. Tôi muốn anh sau này không ngày nào được sống yên thân. Chết luôn nè. Dừng tay. Ý trời ơi. Ý trời, làm tới toàn thân hôi chết đi được à? Giống với tên của người, tên thật phải là Hôi Thủy đó. Trả cho tôi, trả cho tôi. Cái tên phạm tội như ngươi mà cũng biết xem phim hay sao chứ? Trả cho tôi. Muốn lấy lại vé xem phim phải không? Cũng được. Mau kéo xe chạy một vòng cũ lộ rồi quay trở về đây đi. Tôi sẽ trả lại cho. Sao hả? Sợ mất mà không dám ra đường hả? Vậy thì đừng có mong lấy lại vé nha. Đừng xe, đừng xe. Nè mọi người, cô chị chú bác ơi, xem nè, Hôi Thủy Diệu Hành đây. Hôi Thủy Diệu Hành đây. Một lát xem xong phim, Tam Thủy vui vẻ rồi. Đợi lúc đóng rạp nói rõ mọi chuyện với anh ấy, sau đó thì đi ngay. Ừ, như vậy đi. Cô à, cô đừng có qua đó. Làm gì vậy? Có bao nhiêu tiền, hôm nay giữ thêm một đám người nói là thay em trai báo thù. Tên gốc này bị đánh một trận, lại còn bị đổ nước dơ lên người nữa. Chỉ vì muốn lấy lại hai vé xem phim, cả người hôi thối kéo đi một vòng cửa lộ, giống như là đi diễu hành vậy. Thảm quá.